Chào mừng quý vị khán giả của kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về một nhân vật lịch sử hết sức đặc biệt, một nhân vật lịch sử gây tranh cãi, đó là Thái sư Trần Thủ Độ thời nhà Trần ở thế kỷ 13 trong lịch sử quân chủ chuyên chế Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng từ cuối thời Lý, cụ thể là thời các vị vua Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông, thì triều chính hết sức rối loạn. Giặc giã ở các nơi nổi lên và có rất nhiều những cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình. Trong một bối cảnh như vậy thì các vị vua nhà Lý như là Cao Tông, Huệ Tông đã phải đi cậy nhờ những hào kiệt bốn phương. Và khi còn là Thái tử Sảm thì Lý Huệ Tông đã phải cậy nhờ vào thế lực của dòng họ Trần Lý ở Hải ấp Thái Bình. Và cũng kể từ đó, sau khi giúp vua đánh được phản loạn ở bốn phương, thì dòng họ Trần tiến vào trong cung đình nhà Lý và dần dần biến vua Lý trở thành những ông vua bù nhìn, còn thực quyền thì nắm hết trong tay của mình. Thưa quý vị, những dòng bút sử kể với chúng ta rằng vào một hôm thiết triều, như mọi hôm thiết triều khác, thì có một điều bất thường xảy ra. Đó là người ta không thấy ngồi ở trên ngai vàng là ông vua ốm yếu bệnh tật Lý Huệ Tông nữa. Lý Huệ Tông thì thường ngồi ở trên ngai vàng trong những buổi thiết triều được một nửa. Thế còn những dòng bút sử kể rằng một nửa những buổi thiết triều còn lại, ông thường ngủ ở trên ngai vàng. Nhưng hôm ấy thì ông không ngồi trên ngai vàng nữa. Và bá quan văn võ kinh ngạc, không biết là điều gì chuẩn bị diễn ra. Thì lập tức nghe theo lệnh của điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, cái chiếu nhường ngôi của vua Lý Huệ Tông đã được tuyên đọc. Theo đó, Lý Huệ Tông nhường ngôi lại cho người con gái thứ hai của mình với Hoàng hậu Trần Thị Dung là Lý Chiêu Hoàng. Và sau lời tuyên bố nhường ngôi được tuyên đọc ở trong cung đình, thì một cô bé 6 tuổi, gầy guộc, mặc một chiếc áo long bào rộng thùng thình, được đưa lên ngai. Và những dòng bút sử nghi vấn rằng người đã ép vua Lý Huệ Tông phải nhường ngôi cho con gái của mình, một cô bé 6 tuổi, chính là điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Và có thể nói đấy là một dấu mốc đầu tiên để những nhà làm sử bình phẩm đánh giá về công và tội của Trần Thủ Độ. Thưa quý vị, câu chuyện trong cung đình không dừng lại ở đây. Sau khi Lý Chiêu Hoàng lên ngôi thay vua cha Lý Huệ Tông và trở thành nữ hoàng đầu tiên mà cũng là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử quân chủ chuyên chế Việt Nam, thì lúc này Trần Thủ Độ được đưa lên làm thái sư, đã đưa cháu của mình là Trần Cảnh vào cung để mà hầu hạ Lý Chiêu Hoàng. Đôi bạn nhỏ có thể gọi là thanh mai trúc mã nằm trong một toan tính chính trị của Trần Thủ Độ. Và không lâu sau đó, Trần Thủ Độ được cho là đã ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh. Và kể từ đó, 216 năm trị vì của nhà Lý chấm dứt. Và kể từ đó, trong dòng lịch sử dân tộc, nhà Trần bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy là từ việc ép ông vua Lý Huệ Tông phải nhường ngôi cho một cô con gái 6 tuổi còn non nớt, ngây thơ, đến việc đạo diễn để cho bà Hoàng vài tuổi đó phải nhường ngôi lại cho chồng mình là Trần Cảnh. Trần Thủ Độ được ví như một đạo diễn tài ba trong một vở kịch chính trị của dân tộc ở một thời kỳ lịch sử
nhiều biến động. Thưa quý vị, bàn tay của đạo diễn Trần Thủ Độ trong những vở kịch chính trị của thời đại nhà Trần không dừng lại ở đây. Lịch sử kể với chúng ta rằng Trần Cảnh, tức là vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của nhà Trần, ở với Lý Chiêu Hoàng trên dưới 10 năm thì không sinh được con. Và lúc đó lo xa cho vương triều của họ Trần, cho nên Trần Thủ Độ tiếp tục thực hiện một động tác chính trị hết sức đáng suy nghĩ. Đó là ông ép Trần Cảnh, Trần Thái Tông phải bỏ Lý Chiêu Hoàng và phải lấy người chị gái của Lý Chiêu Hoàng là Thuận Thiên Công Chúa. Thưa quý vị, nhưng Thuận Thiên Công Chúa, chị gái của Lý Chiêu Hoàng, cũng đồng thời là vợ của Trần Liễu, mà Trần Liễu là anh của Trần Cảnh. Tức là Trần Cảnh phải lấy một người vừa là chị dâu mình, vừa là chị vợ mình. Và thưa quý vị, nhiều dòng bút sử nói rằng lúc đó thì Thuận Thiên Công Chúa đã có mang được vài tháng với Trần Liễu. Phải nói rằng thực hư của dòng lịch sử là điều hết sức khó khăn để mà chúng ta kiểm định. Nhưng rất nhiều nhà làm sử qua rất nhiều thời kỳ đều đánh giá động tác của Trần Thủ Độ ép Trần Cảnh bỏ Lý Chiêu Hoàng lấy Thuận Thiên là một việc dã man, là một việc làm mà xưa nay chưa từng có. Những nhà làm sử theo hệ tư tưởng Nho giáo phong kiến không chịu đựng nổi động tác chính trị đó của Trần Thủ Độ, cho nên đã phê phán Trần Thủ Độ hết sức nặng nề. Thưa quý vị, vì bất mãn với chính những hành động của Trần Thủ Độ, tức là chú mình, tức là thái sư, tức là người thực quyền cầm trong tay triều chính, cho nên vua Trần Thái Tông đã bỏ kinh thành đi về Yên Tử. Và lúc đó thì Trần Thủ Độ tìm về Yên Tử thuyết phục vua quay trở lại kinh thành. Nhưng là một vị vua đức độ, nhân từ, nhân văn, vua Trần Thái Tông không chịu quay về kinh thành làm vua nữa. Lúc đó thái sư Trần Thủ Độ nói một câu nổi tiếng rằng: bệ hạ ở đâu, cung đình ở đó. Và sau đó cộng thêm lời thuyết phục của quốc sư Phủ Vân thì Trần Thái Tông đã quyết định trở về kinh đô. Thưa quý vị, như vậy chúng ta thấy rất rõ vai trò của Trần Thủ Độ từ việc chuyển ngôi nhà Lý sang nhà Trần, đến việc ép vị vua đầu tiên của nhà Trần phải thực hiện những cuộc hôn nhân theo ý muốn của ông. Và như chúng tôi đã nói, rất nhiều những nhà làm sử theo tư tưởng Nho giáo đã không chịu đựng nổi những động thái chính trị này. Và vì vậy, trong mắt họ, Trần Thủ Độ là một gian thần, Trần Thủ Độ là một người mưu mô, gian xảo, không khác gì nhân vật Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thưa quý vị, khác với những nhà làm sử theo tư tưởng Nho giáo phong kiến, một số nhà làm sử cận đại và hiện đại lại nhìn nhân vật Trần Thủ Độ ở một góc nhìn hoàn toàn khác. Bởi vì suy cho cùng, khi triều đại nhà Lý đã rơi vào cảnh suy vong, không có nhà Trần thì rồi cũng sẽ có một nhà khác thực hiện
cái nhiệm vụ mà thực chất là một tất yếu của lịch sử thời quân chủ chuyên chế, đó là thay thầy đổi chủ mà thôi. Còn các cuộc thay thầy đổi chủ diễn ra như thế nào? Thì suy cho cùng, có cuộc thay thầy đổi chủ nào trong thời quân chủ chuyên chế diễn ra êm thấm đâu? Có chăng đó chỉ là những sự êm thấm được mô tả bởi những nhà làm sử thuộc phe chiến thắng mà thôi. Bởi vì mỗi một lần thay thầy đổi chủ là mỗi một lần mà những nhóm lợi ích đối đầu nhau, là mỗi một lần những ân oán cũ mới diễn ra, là mỗi một lần người ta phải sử dụng âm mưu, người ta phải sử dụng những thủ pháp chính trị để thực hiện những tham vọng của mình. Cho nên điều chúng ta cần phải nhìn tiếp theo ở nhân vật Trần Thủ Độ, đó là sau khi nhà Trần đã dần dần lấy được vương quyền từ nhà Lý và đã ổn định, thì Trần Thủ Độ trong vai trò của một thái sư đã thể hiện năng lực vai trò của mình như thế nào? Thưa quý vị, có rất nhiều những câu chuyện nói về mặt thứ hai này của Trần Thủ Độ. Ví dụ như câu chuyện vua Trần Thái Tông rất muốn phong anh của Trần Thủ Độ làm tể tướng, nhưng Trần Thủ Độ đã chối từ điều đó. Điều đó nói rằng ông không vì anh mình, ông không vì tình nhà mà làm hỏng pháp nghĩa của quốc gia. Chúng ta còn biết rằng có một lần thì có một người thân thuộc với Trần Thị Dung mới đến gõ cửa nhờ Trần Thị Dung xin Trần Thủ Độ cho mình làm chức câu đương, tức là một chức quan lại ở trong xã. Trần Thủ Độ nghe lời vợ đồng ý, nhưng đến khi mà xã đó chính thức công bố chức câu đường, Trần Thủ Độ nói rằng ngươi làm chức câu đương khác hẳn so với những người khác, vì chức của ngươi xin là được, cho nên cũng phải có một dấu hiệu để phân biệt ngươi với những câu đương khác. Và dấu hiệu phân biệt đó chính là hãy chặt đứt của ngươi một ngón chân. Đến lúc này thì người đi xin xỏ sợ hãi rụng rời ngón chân ngón tay và phải phan lạy mãi, Trần Thủ Độ mới tha cho. Và lịch sử nói rằng kể từ đó không còn ai gõ cửa sau của Trần Thủ Độ để xin xỏ chức này chức kia. Thưa quý vị, nếu đấy chỉ là một tập hợp những câu chuyện lẻ tẻ được chép lại trong lịch sử, thì có một câu chuyện mang tính quốc tế dân sinh được thể hiện rất rõ ở vị thái sư nhà Trần. Đó là năm 1258, khi giặc Nguyên Mông tràn qua biên giới tấn công Đại Việt, vua tôi nhà Trần đã phải thực hiện kế thanh dã, rút khỏi kinh thành Thăng Long để đầu tiên là về Thiên Mạc, tức là khu vực thuộc Hưng Yên bây giờ. Lúc đó giặc đã vào thành Thăng Long, lúc đó thế giặc rất mạnh, và lúc đó thì vua tôi nhà Trần khá mỏng manh. Vua Trần Thái Tông không tránh khỏi cảm giác lo ngại. Cho nên trong cái bối cảnh mà vận mệnh của dòng họ, vận mệnh của quốc gia là ngàn cân treo sợi tóc, vua đã đi thuyền đến hỏi một vị quan là chúng ta phải đánh giặc như thế nào. Thì vị quan đó đã lấy tay viết xuống mặt nước hai chữ Nhập Tống. Nhập Tống. Sau đó không lâu, vua Trần Thái Tông lại đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ
về kế sách giữ nước. Trần Thủ Độ nói một câu và câu nói ấy mãi mãi vang lên trong dòng lịch sử dân tộc như câu nói của một anh hùng. Đó là: đầu thần chưa rơi xuống, bệ hạ chớ lo. Thưa quý vị, phải đặt vào bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, phải đặt vào bối cảnh mà vận mệnh của một dòng họ, vận mệnh của một triều đình, vận mệnh của một quốc gia là chỉ mành treo chuông, phải đặt vào một hoàn cảnh mà bản thân vua Trần Thái Tông cũng như rất nhiều quan lại ở trong cung đình không tránh khỏi cảm giác lo lắng, mới hiểu được tận cùng giá trị của câu nói đó. Chỉ một câu nói đó thôi sốc lại toàn bộ tâm lý chiến. Chỉ một câu nói đó thôi, vua Trần Thái Tông vững tin đánh giặc. Và chỉ một câu nói đó thôi đã thể hiện được tấm lòng với dòng họ, tấm lòng với quốc gia, tấm lòng với dân tộc trong câu chuyện chống ngoại bang của Thái sư Trần Thủ Độ. Thưa quý vị, có một thời gian dài chúng ta nghĩ rằng và chúng ta có xu thế rằng đi tìm người tốt và kẻ xấu ở trong lịch sử, đi tìm những mảng toàn đen, những mảng toàn trắng ở trong lịch sử. Nhưng rồi càng đọc sử, càng ngẫm ngợi về cuộc đời, chúng ta chợt nhận ra rằng trong hàng ngàn năm lịch sử quân chủ chuyên chế Việt Nam cũng như lịch sử quân chủ chuyên chế của nhiều quốc gia khác, không có người hoàn toàn tốt, không có người hoàn toàn xấu. Nếu có, đó là những điều vô cùng hiếm hoi. Mẫu anh hùng mà chúng ta thường gặp thường là anh hùng ở mặt này nhưng có thể là gian hùng ở mặt khác. Nhân vật lịch sử mà chúng ta thường gặp đó là những người tốt ở mặt này, trung trinh ở mặt này nhưng có thể là xấu ở mặt khác, mưu mô ở mặt khác. Và nếu chúng ta nhìn những nhân vật lịch sử theo một góc nhìn hai chiều như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ không rơi vào những kết luận cực đoan, đơn tuyến và cơ học. Với một cách thức nhìn lịch sử như vậy, chúng tôi nghĩ rằng Thái sư Trần Thủ Độ, đạo diễn của những vở kịch chính trị đổi triều Lý sang triều Trần, cũng đồng thời là một vị thái sư công minh trong việc kiến tạo triều Trần ở những thuở bình minh đầu tiên, cũng là một người trung thần khi phải cùng với vua tôi nhà Trần chống lại giặc Nguyên Mông, thực sự đã ở lại trong lịch sử dân tộc với những vết son, với những bài học mà hậu thế hôm nay có không biết bao nhiêu suy ngẫm. Chúng tôi hiểu rằng với một nhân vật lịch sử phức tạp như Trần Thủ Độ, chắc chắn hậu thế sẽ còn nhìn nhận, sẽ còn bàn tán với nhiều góc cạnh khác nhau. Bởi nói như nhà sử học Dương Trung Quốc thì lịch sử chỉ diễn ra một lần, nhưng nhận thức về lịch sử là cả một quá trình. Chúng tôi hiểu điều đó, nhưng chúng tôi vẫn giữ một góc nhìn rằng trong lịch sử chúng ta không nên tuyệt đối hóa những người tốt hoặc tuyệt đối hóa những kẻ xấu. Điều duy nhất, thước đo lớn nhất mà chúng ta có thể tham khảo để nhìn nhận các nhân vật lịch sử có chăng chính là ở chỗ suy cho cùng họ đã làm gì sau khi có triều chính, họ đã làm gì để kiến tạo quốc gia, họ đã làm gì để bảo vệ lợi ích quốc gia. Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ chớ lo. Câu nói đó, thần thái đó, âm vang đó mãi mãi còn lại với thời gian, mãi mãi còn lại trong trái tim của mỗi người dân Việt.
chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi clip của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tới đây trong chuyên mục Góc khuất lịch sử trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng.